Cuối tuần này các sân cỏ Việt Nam sẽ sôi động trở lại với loạt trận đá bù vòng 3 giai đoạn 1 V-League 2021. Mọi ánh mắt sẽ hướng về sân vận động Cẩm Phả, nơi diễn ra cuộc thư hùng giữa hai đội bóng để lại nhiều ấn tượng ở mùa giải năm ngoái. Than Quảng Ninh sẽ có cuộc tiếp đón đoàn quân đầy tham vọng với sự đầu tư kỹ lưỡng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Than Quảng Ninh khởi đầu V-League 2021 với một kết quả khả quan, 3 điểm sau 2 lượt trận. Đội bóng đất mỏ đã có hơn 1 tháng để duy trì tập luyện, hiểu nhau hơn, qua đó vận hành tốt hệ thống chiến thuật mới mà huấn luyện viên Hoàng Thọ xây dựng. Một số tân binh như Duy Khánh, Gustavo, tiền đạo Diogo đã bắt đầu bắt nhịp cùng đội bóng mới. Đặc biệt, cựu cầu thủ Nam Định và SHB Đà Nẵng tỏ ra khá phù hợp với triết lý bóng đá mà huấn luyện viên Hoàng Thọ xây dựng. Trong khi đó, các cầu thủ gặp chấn thương như Tiến Duy, Hoa Hùng, Văn Quý đã bình phục và sẵn sàng ra sân trong giai đoạn tới. Nhạc trưởng Hải Huy cũng có thêm thời gian để lấy lại cảm giác bóng, với hy vọng có thể trở lại với phong độ trước đó. Hy vọng rằng huấn luyện viên Hoàng Thọ sẽ có trong tay đầy đủ những quân bài chất lượng để tiếp tục cuộc chiến với bóng đá quốc nội. Ở bên kia chiến tuyến, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang xếp ngay trên Than Quảng Ninh khi cùng có 3 điểm sau 2 lượt trận nhưng đứng trên nhờ hơn hiệu số. Mùa giải 2021 đánh dấu những sự đầu tư chất lượng về mặt chuyên môn của đội bóng thành phố mang tên Bác. Họ đem về những bản hợp đồng đắt giá như Lý Nguyễn, Junior Barros và thậm chí là thay đổi cả trên băng ghế chỉ đạo với sự xuất hiện của huấn luyện viên Alexandre Polkin. Đội chủ sân Thống Nhất đang tỏ ra tham vọng trong cuộc đua tại mùa giải 2021. Tuy nhiên, việc để thua ngay trong ngày ra quân trước chủ nhà SHB Đà Nẵng chứng tỏ rằng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn cần thêm thời gian để tập luyện, kết hợp với nhau ăn ý hơn và hiểu rõ tư duy chiến thuật của vị huấn luyện viên mới người Brazil. Quãng nghỉ dài vì dịch Covid-19 chắc chắn sẽ giúp cho Sầm Ngọc Đức và các đồng đội có thể gắn kết hơn, thi đấu tốt hơn trong thời gian tới. Việc thiếu vắng hai tân binh Tuấn Tài và Phan Thành Hậu có lẽ sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến đội hình của huấn luyện viên Polking. Sẽ là một trận đấu khó khăn với Hoài Anh và hàng phòng ngự của đội bóng đất mỏ. Những cuộc đối đầu giữa Than Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh thường diễn ra khá sôi động với nhiều bàn thắng được ghi. Kể từ khi đội bóng miền Nam lên chơi tại V-League, cán cân đang tỏ ra cân bằng khi mỗi đội đều có cho mình 4 chiến thắng. Edison sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng trên hàng công của đội bóng đất mỏ với hai bàn thắng ghi được sau 2 trận đầu mùa. Hy vọng anh sẽ kết hợp cùng Diogo trở thành cặp tiền đạo sát thủ trong tay huấn luyện viên Hoàng Thọ ở mùa bóng mới. Trong khi đó, những tân binh đắt giá như Junior Barros, Dario Da Silva sẽ là ngòi nổ quan trọng bên phía đội khách mà hàng thủ của Than Quảng Ninh sẽ cần lưu tâm. Một điều khá đáng tiếc khi ngày bóng đá trở lại trên khắp các sân cỏ Việt Nam, các cầu thủ Than Quảng Ninh sẽ không có sự cổ vũ của khán giả nhà trên sân vận động Cẩm Phả. Mặc dù vậy, chắc chắn Hồng Quân, Xuân Tú, Hải Huy cùng các đồng đội sẽ làm hết sức để giữ lại 3 điểm ở Cẩm Phả. Ở phía bên kia chiến tuyến, Ngọc Đức, Lý Nguyễn, Huy Toàn cùng những chiến hạm đỏ chắc chắn sẽ không hành quân đến đất mỏ chỉ để kiếm một điểm. Trận đấu tâm điểm vòng 3 giai đoạn 1 V-League 2021 giữa Than Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào 18 giờ ngày 14 tháng 3 trên sân vận động Cẩm Phả và được trực tiếp trên kênh Thể thao TV và ứng dụng Nextsport trên điện thoại. Quý vị và các bạn có thể download ứng dụng Nextsport trên App Store hoặc Google Play.